Hello anh em nhá, chào anh em đến với video tiếp theo của tôi nhà toán học. Hôm nay tôi lại lên video về cổng game trên đường trò chơi đây. Tôi nạp số vốn hôm nay là 130 triệu, 131 triệu vào con trên đường trò chơi. Thì hôm nay tôi nhiều anh em bảo là anh thử nạp số vốn to đánh ở bàn xanh, à bàn đỏ ạ. Thử bắt cầu 2112 xem sao. Thì nói chung là cầu 2112 đây, tôi vừa vào nhưng mà hơi chậm một chút, nhưng mà thôi chắc là bám được một hai tay rồi. Tay đầu tiên tôi bám cầu nhé, hôm nay tôi sẽ đi đều tiền luôn anh em ạ. Đấy, đều tiền từ giây phút đầu tiên là 5 củ, xem là với số vốn 130 triệu hay là hơn thế nữa, anh em nạp vào hơn thế nữa thì áp dụng xem có ổn không anh em nhé. Ôi chưa anh em ơi, rồi thì tay này tôi sẽ đánh là nhẹ nhàng là 5 triệu 9 cầu xỉu, xem là quả này có xỉu không anh em ạ, được chưa nào. 6 này, ui giời gãy luôn anh em ơi, không sao, vạn sự khởi đầu nan, tay nào thì cũng không được nản anh em ạ, đúng không nào. Thua game này ta bày game khác, cầu này mất rồi thì chúng ta đánh cầu khác thôi. Rồi cầu này thì anh em thấy đấy, đơn giản, nhìn đơn giản cầu này thôi là cầu đã thấy chuẩn bị là có dấu hiệu biệt tài rồi. Bởi sao cầu đang đi dạng rất ngắn anh em ạ, đấy cầu đang đi dạng rất ngắn, và đối với cái con xỉu này, à đối với cái xỉu này thì đang là bênh khá cao. Với con tài 12 13 này thì anh em tự tin là bắt bệt chúng mình nhá. Ok luôn, tay này tôi sẽ đánh là 6 triệu này. Đấy, vừa đánh tay 6 triệu thì chắc chắn là tay này vẫn phải là đánh 6 triệu rồi anh em ạ. Đấy, 6 triệu nha, xem mà cầu này có lên xỉu không anh em ạ, đúng không nào. Tại này chỉ cần cầu xỉu ve bé là đẹp anh em ơi, đúng không nào. 1 2 3 Dorimin nè. Dorimin. Đấy, Dorimin luôn anh em ạ, đúng không nào. Rồi, thì đây này mình sẽ làm gọi là 6 triệu cầu tài, xem lên tài không anh em ơi. Ui dồi ôi. Ok, không sao anh em nhá. Đấy, không sao cả, vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản thôi anh em ơi. 311 này, cầu này lại ra 22 à. 112 này, xỉu 7 để xem nào. Xí ngầu hôm nay ổn không? Xí ngầu hôm nay thì cũng hơi bấp bênh anh em ạ. Thôi không bắt xí ngầu nhá. Tờ này mình sẽ làm tài, đánh tài xỉu thôi. 89, 13, 12, 7 à. Ổn đấy. Rồi, cầu này tôi bắt quả cầu 22 anh em nhá. Tay này tôi sẽ đánh gấp lên này, làm quả là 9 triệu đi anh em ạ, được chưa nào. Tầm này mình sẽ đánh lên là quả là 9 triệu cầu xỉu, xem là cầu này lên được 22 không. Ôi chưa, trong trường hợp mà lên được quả cầu 22 thì nó nói chung là cũng khá là đẹp. Đấy, cầu 22, 2112 thì ít ít trường hợp ra ra là cầu 22 đường sau đít luôn lắm. Nên là thôi, cố gắng làm lại anh em nhé. Đấy, cố gắng làm lại xem sao anh em ạ. Cầu này sẽ làm quả xỉu này. Tầm này mình sẽ làm quả xỉu anh em nhé. 3 này, 32 rồi. Ui 23 ra 6 anh em ạ. Quả kèo này 23 ra 6 các ông ạ, mốc mồm luôn, chán, chả biết nói gì luôn. Nhưng mà nhiều khi gọi là nhiều khi thua những cái tiếng gọi là như này mới hay anh em ạ, như này mới xứng đáng để gọi là mới là gọi là đánh bạc chứ, đúng không anh em ơi. Nhiều khi là ăn những tay hay là thắng những cái tay mà kiểu là đánh nhầm ấy, ăn thì nó lại không kiểu là coi như là mình kiểu gọi là dựa vào may mắn mà không dựa vào kỹ năng nữa. Thôi thì không sao anh em nhá. Thắng thua nó cũng là cái duyên rồi. Thôi, gọi là kiểu gọi là muốn muốn làm người thường mà cô thương cũng khó anh em ơi. Ok chưa? Rồi thì cầu này mình sẽ làm cầu cầu tài này. Cầu này mình sẽ đánh luôn là 10M anh em ạ. Nói chung là vốn to thì cứ tự tự tin mà xả láng luôn. Cứ kiểm soát vốn đi đều, chốt lãi tầm 5-10 triệu là nghỉ. Cứ không đến với mình thì không phải quan trọng là vốn mày phải gọi là có tầm 20 triệu, mày phải ăn tầm 100 triệu x5 số tài khoản lên, không phải anh em nhá. Anh em đánh về lâu về dài, chủ yếu trụ về lâu về dài chứ không chả ai trụ về gọi là về 1-2 ngày đâu anh em ạ, đúng không nào. Đấy, cứ giữ được tâm lý tốt thì đánh bao nhiêu chả ăn, vốn bao nhiêu chả ổn anh em ạ, đúng không nào. Rồi hai này, 226 anh em ơi. Rồi không sao anh em nhá, không sao. Đấy, vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản. Thua keo này ta bày keo khác, đổi vào bàn tài xỉu MD5 cổ điển ngay anh em ạ. Rồi vạn sự khởi đầu nan thì vào bàn này thì bàn mới thì tiếng mới thì làm cứ làm cầu xỉu cái anh em nhá. Ok, gỡ lại tiếng trước ngay, được chưa nào. Lụ tầm này thì đang lỗ mất 20 triệu thì anh em cùng xem là tâm lý của tôi gỡ gạc và chốt lãi ở con game trên đường trò chơi, gọi là bật lò xo cho anh em xem nhá. Ok chưa, cầu này thì đang là 4-3-4-3 này, với con xỉu là 27 thì tay này mình vẫn tin là một cầu xỉu nữa, nên là tôi làm một tay 10M cầu xỉu nữa anh em nhá. Tầm này vào bàn bàn này thứ nhất là cầu nó cầu thì mình thấy là bàn này thì cầu nó cũng không khó đánh lắm, nhiều anh em thì kêu khó đánh nhưng mà đối với tôi thì anh em thấy đấy, tôi vào đánh gần như là không đánh to luôn, không không có cơ hội xịt ổn đấy. Và cái bàn này thời gian nó ngắn, tôi bắt được nhanh
Ở nhiều anh em mà bắt được nhanh ý, thì vào bản này kiếm lãi kiếm lời tầm vài tay là nghỉ được rồi, không cần nhiều. Đấy, rồi thì tay tôi sẽ lên là 5M cầu tài. Cầu này sẽ là làm 5M cầu xỉu 6M đi. Đấy, tầm này thì gỡ lại dần rồi, đúng không nào? Trong cái tâm lý lúc nào anh em phải có cái tâm lý là mình phải ăn được bao nhiêu. Tầm này ví dụ mà anh em đang có 2 triệu mà anh em thua còn 1,5 triệu ấy. Đấy. Anh em thua còn 1,5 triệu thì anh em cứ đánh á. Dây dẳng. Đấy, hoặc là anh em có 3 triệu anh em thua còn 600 nghìn thì anh em cứ đánh dần 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 lên ôn hay là sao đấy, lên được tầm 2 triệu. Anh rồi anh em câu lại dần lên lại vốn, rồi tâm lý anh em đánh nó sẽ thoải mái hơn và dễ húp hơn anh em nhá. Rồi cầu này mình sẽ bắt là biệt ngắn này. Đấy, làm quả 4 triệu 7 đi anh em ạ, được chưa nào? 6 triệu 7 anh em ơi. Đấy, ít tôi nhé, không nhiều ngay đúng không nào? Rồi, thì cầu này mình vẫn là làm quả cầu gì anh em nhỉ? Xỉu anh em ạ, được chưa? Được chưa? Bắt quả cầu đấy, vào đấy, vào đây bắt được quả cầu về xỉu thì quá là ngon rồi. Không có gì để hót rồi anh em ạ, đúng không nào? Rồi. Vậy là chúng ta lại lên lại vốn anh em nhá. Đấy, lên đúng vốn luôn. Lãi được mấy chục rồi. 2 4 6 7 tay. Cầu này mình bắt thêm 2 tay nữa nghỉ này. Cầu này bắt thêm 2 tay tầm 6 7M nữa nghỉ anh em nhá. Đấy, cầu này mình lại là dí lại cầu xỉu xem sao anh em ạ, được chưa nào? Xỉu ve bé thôi anh em ơi. Hết hơi anh em ạ, thật sự là hết hơi luôn. Ôi chưa nào, 2-1 rồi, cần gì nặng nữa đúng không anh em ơi, cứ thế thôi. Đấy, anh em thấy mình bật bật tôm quả được không? Còn 110 triệu, à 100 triệu tròn vào bật phát 30 triệu. Đấy, lại thêm 10 củ nữa, nói chung là đi nó cũng đi vào cái gọi là lịch sử đúng không anh em ơi. Đấy, những tâm lý anh em không chắc tay thì chắc chắn là anh em sẽ chả bao giờ bật lại được. Anh em cũng chỉ gọi là con gà bị nhốt trong chuồng không thể gọi là thoát ra được cái tâm lý của anh em thôi, đúng không nào? Nhiều người chết vì tâm lý của mình chứ không phải là chết vì cầu khó đánh anh em nhá. Ok, rồi. Cầu này là 245 rồi anh em ạ. Cầu này là 245 này. 245 không sao, nói chung là thua kèo này ta bày kèo khác thôi, vui vẻ mà. Đúng không nào? Tài đúng không? Tài 11 xí ngầu đây. Đến cái đoạn này thì cầu bệt xong ấy, thì anh em phải bắt theo xí ngầu nhé, không nên bắt điểm. Đấy. Ví dụ xí ngầu chạy như này đúng không? Con này đang đi lên này, con xí ngầu đỏ đang đi lên đúng không? Con xí ngầu tím này sẽ đi cân bằng nhau này. Và xí ngầu xanh này đang là cũng đi lên thì cầu này mình sẽ làm là con xỉu 10, làm có 7 triệu 8 triệu đi anh em ạ, 8 triệu cầu xỉu nhá, được chưa? Được chưa anh em ơi? Xuống xuống mình đang kết là con này là xỉu 9 rồi. Thì video của mình cũng khá là dài rồi thì xin phép anh em nhà mình là mình kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhá. Anh em thấy hay đừng quên cho tôi xin một like, một subscribe nhá. Và hôm nay nhà đã học thành công chốt lãi là bao nhiêu tiền anh em ạ? Đúng là 8 triệu 6 nhá. Và đừng quên là link game tôi đặt dưới phần mô tả và lúc nào cũng có quà dành tặng cho tất cả anh em ở kênh nhà toán học nhá. Ôi chưa anh em ơi, bye bye, chúc em thành công.